Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Hôm nay em tiếp tục review cho mọi người xem là máy giặt sổ hàng đã qua sử dụng ha. Còn mới 95% ha. Máy Nhật chính hãng Yuki ha. Nó đời máy là 6514S là máy 2K4 chỉ nha. Đó, máy còn rất là mới nè. Mã số ha. Còn rất là mới ha. Đó. Hàng chính hãng Nhật của đời 6500 thì nó có cái chữ đúc chìm ở phía trên đầu máy và phía sau máy ha. Đó, anh chị em mình chú ý ha. Đó. Phía sau máy là nó có chữ chìm. Đó, chữ chìm Yuki. Đó. Máy này còn mới là 95% ha. Đó, chạy rất là êm ha. Test máy được đường kim mũi chỉ chạy rất là đẹp ha, rất là sắc nét. Cực êm đó ha, chạy là nghe tiếng gió thôi nha mọi người. Đó, đây nè, đường kim mũi chỉ rất là đẹp ha. Chỉ trên chỉ dưới rất là đẹp nha. Một lớp hai lớp giải vôn rồi ha. Dạ. Quá lớn. Máy quá đẹp. Máy may. Tốc độ có thể là 6000. Máy may. Ha, đường kim mũi chỉ rất là đẹp ha. Đường chỉ trên nè, chỉ dưới nè, rất là đẹp. Nó tốc độ nó lên tới 5000 ha, 5000 vòng trên phút ha. Motor liền trục tiết kiệm điện. Đó. Hiện tại giờ bên em đang bán với cái giá là 9 triệu một bộ. Bao phí vận chuyển, bảo hành mình 12 tháng ha, bao phí vận chuyển toàn quốc ha. Đó. Anh chị em mình có nhu cầu thì xin liên hệ số điện thoại 093 9843 160 gặp em Hải ha. Đó, anh chị em mà có đến nhà mà đến test máy thì đến địa chỉ 512 sạc 1 Trường Chinh, phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, công ty máy may Chí Hải nha. Website bên em là máymaychinhhang.com. Anh chị em có nhu cầu tham khảo giá ha, là đến công ty bên em ha. Đó, máy bên em cái cục motor này thì bên em lắp chạy rất là êm ha, giảm tiếng ồn cho mình. Hộp này là tốc độ tối đa. Hộp này là tốc độ tối đa lên tới 6000 lận. Nhưng mà mình chạy là nếu mà tại tầm khoảng 4000 đổ lại thôi. Thì nó cái máy nó xài nó ngon, nó bền. Đó. Rồi cuối video thì em xin kết thúc video tại đây. Đó. Thì xin kính chúc quý cô chú anh chị mình có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân. Dạ em xin hết. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem hết video của em. Hẹn gặp lại video lần sau ạ.